Nay Đan Anh Hà bị phạt vì tội nói bậy. Em có công nhận là mình đã nói bậy không? Có. Em có thấy hạnh phúc khi được phạt chịu trách nhiệm về lỗi của mình không? Thì bị phạt thì đúng rồi ạ. Bị phạt đâu? Được phạt mà. Em bị bậy thì em bị phạt mà. Không có bị phạt đâu. Đâu bị phạt. Được phạt mà. Bị. Em nói em sai mà. Ừ, nhưng mà đấy là được mà. Được phạt là tốt lắm rồi, còn không thì làm những cái việc mà nó còn kinh khủng hơn cơ. Đúng không? Em thấy hạnh phúc khi được phạt không? Em thấy hạnh phúc khi khắc phục được lỗi lầm của mình không? Có. Thế em có hạnh phúc khi được phạt không? Có. Sao mà đánh chị thế? Đâu em không phải cười lên chứ. Em cười trung tâm. Cười trung tâm nữa. Sao được phạt mà vẫn cười? Dạ, tại vì em cảm thấy em khóc. Em đã khắc phục đâu? Có, sao giờ không nói bậy. Next step là gì? Anh ngồi ghế này em. Tương lai là gì? Cái ghế ngồi này em. Tương lai là gì? Em không nói bậy nên em hứa. Hứa đúng không? Gương mặt gọi là gương mặt hàng đầu ở trên mò nói bậy. Không được đúng không? Thế từ nay mình được khắc phục lỗi sai là mình cảm thấy hạnh phúc. Từ nay mình đã thành con người khác rồi. Mình thành một con người không nói bậy. Đúng không? Tuyệt vời. Vâng. Ok, thôi thi hành nốt đi nhá. Thôi anh nốt có mấy phút nữa à? Hết giờ rồi, bây giờ đến giờ viết bản chiêm nghiệm. Tường trình lại sự việc. Lên ghế ngồi cho đỡ mỏi này, anh ngồi này anh cũng thấy mỏi ấy. Cảnh Đan Anh đang ngồi viết này. Đấy. Đấy đang phải nát óc suy nghĩ ra để xem viết cái gì. Bản tường trình. Như nào rồi em? Nửa 30 phút rồi. 30 phút rồi được như này. Báo mà này, em học trường báo mà em lại biết được từng này thôi. Em phải viết bản tường trình như này. Thất vọng. Vì đã quá trời, em sẽ không nói chuyện với anh đâu. Đúng rồi. Yêu hay không yêu, yêu yêu nói một lời. Không vui đâu. Độc lập tự do. Anh này biết nắm gì. Sao? Em thấy mình xứng đáng không? Thì bị sai phải phạt thôi. Em có thấy hài lòng không? Thế giờ công ty không phạt tiền thì mình phạt cái này gì nữa. Em có thấy hài lòng không? Hài lòng mà sao lại như này? Hài lòng về phần thưởng này, về phần phạt này. Hài lòng về phần phạt, nghĩa là em cũng lần sau sẽ muốn như này không hay không, là lần... không tái phạm đâu, không có lần sau, không bao giờ nữa. Mà nếu anh... mà có vi phạm thì sẽ hét được một vách đá. Không ở trong công ty đâu. Tôi tên là sao nãy nói cái gì mà em nói BAT ở bên Đông, hôm nay là BAT ở bên Đông phụ rồi. BAT gì mà DIT à? DIT. DIT. Giống nặng. Chết thật đấy. Tại sao một cái màu xinh, màu đẹp như kia, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu dễ thương nhỉ, mà phát ra ngôn từ như thế? Không may, tại vì anh Đông ấy cứ gạ đổi sang 12 Pro Max đi. Còn anh Đông đòi lấy tháo sim ra ấy. Sợ đấy chứ. Các bạn em bị tức à? Không phải tức mà là... Chết rồi. Loạn rồi này.
ghi tên Hà Văn Anh rồi này. Lại phải viết lại từ đầu. Thế bây giờ mà tự nhiên em lại buột mộm miệng với người khác thì như nào? Thế từ giờ đi em không buột miệng nữa. Em phá cái miệng của em. Là em cố tình hay là em buột miệng? Không, em không cố tình. Em chỉ buột miệng thôi đúng không? Em buột miệng thôi, không phải quản hóa. Hay là vô tình mình kiểu bon mồm đúng không? Đúng không? Thế là sau nhớ uốn lưỡi 7 lần trước khi viết nhá. À trước khi nói nhá. Chắc chắn rồi. Gái đứa mồm xinh xắn như này rồi đấy. Này phải phát ngôn ra những cái từ ngữ. Từng chữ một đây này, thành tâm thành ý muốn sửa lỗi này. Viết đi nha, tí đọc trước đội TV nha. Đọc cho công ty đi nghe, cho cả công ty nghe. Không đâu. Hay là vừa anh xuống với nhà anh mượn của đi vào nhà cái mic nha, đọc cho cả tòa nhà nghe. 31 tầng, à 32 tầng nghe. Kệ đi. Là 32 tầng, mỗi phòng là mỗi tầng là 20 phòng. 2 nhân với 31. 62 căn nhà, à 620 căn nhà nghe. Bye. Thật sự là bye. 620 căn nhà nghe, có một căn nhà rồi, một thế hệ đi, cho căn nhà một thế hệ nhé. Vâng, một thế hệ có 4 người, bố mẹ, 2 con. 620 x 4, 428, 6424 với 4-2. Sao số 1 lắm? 1024 người, đấy anh tính không nhầm, thì là 1024 người. Người nghe thấy cái bản tường trình này của em. Đấy các bạn nhá, là anh phải biết cái bản tường trình là tí nữa là anh đọc mình sẽ quay các bạn nghe. Đọc xong nhưng mà người sẽ chấm điểm. Nếu đạt trên một mức điểm quy định thì được duyệt, còn không biết lại. Không mà. Không em. Không. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Bản tường trình. Tên tôi là Hà Lan Anh, chức vụ diễn viên, bộ phận FM School. Tôi xin tường trình như sau. Ngày hôm nay tức ngày 15 tháng 2 năm 2021, tôi, Lan Anh trong lúc trêu đùa với anh Đông, có không may phát ngôn không tốt. Tôi đã nói bậy với anh Đông và tôi thật sự cảm thấy xấu hổ với phát ngôn của mình. Là một diễn viên chính đóng vai chính diện mà lại có phát ngôn không chuẩn, sử dụng lời lẽ thô tục, điều này ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân tôi cũng như bộ mặt của công ty. Chính vì thế tôi viết bản tường trình này và đây sẽ là một bài học quý giá dành cho tôi. Tôi hứa kể từ ngày hôm nay, tức ngày 5 tháng 2 năm 2021, cho đến mãi cửa sau, tôi sẽ chú ý và chỉ chu hơn trong cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chấm điểm, Giang chấm bao nhiêu điểm? 9 điểm. Linh, chấm điểm. Em chấm chỉ có 5 điểm thôi. Thế tại sao không? Em không có cam kết. Không phải em chỉ nói là em sẽ chú ý. Em định viết cam kết nhưng mà tại vì đây là bài tường trình mình không nên viết cam kết. Em phải cam kết là em cam kết bằng tính mạng của em. Từ đây về sau hễ em phát ngôn ra một cái từ nào của tụi em sẽ tự tay vả vào miệng mình 10 phát. Quay clip lại đăng lên mạng. Này để ghi chân rồi việc mình gọi nó tụi em. Có làm được không? Cam kết trước máy quay. Giờ Jenny mà nói vậy sẽ quay video tắt người khác vào miệng và đăng lên kênh vlog của mình. Rồi, chuyện đó đi. Bây giờ tôi đi. Nào, bạn nhớ kiếm đi. Em thấy trong cái bản tường trình đấy là nó hiện rõ là gì. Số hình ảnh của mình là số hình ảnh của mình. Chưa có một lần đã xúc phạm đến anh Đông. Đúng rồi. Rồi, 9 cộng 8 cộng 5 rồi, trên 7 điểm. Rồi, cho về. Từ từ, dán ơi, dán cho anh cái đấy lên trước cửa trong vòng 3 ngày nhá. Tết rồi anh. Đấy, dán đến Tết được thôi. Ngày mai đi làm là kiểu gì cũng... Kiểu bây giờ mà hôm 26 mà quên kìa, thì dán thông Tết thì... Rồi, xong rồi. Tết là chỉ tốt với anh. Bản tình trình hay nhất của đất. Sao em còn nói gì với cả khán giả không? Nộp lại bản tường trình cho hành chính nhân sự để dán lên cửa. Sao? Em có muốn gì với cả khán giả? Em xin lỗi tất cả mọi người đã ủng hộ em đặt vào, bởi vì có phát ngôn vớ vẩn của em mà dẫn đến cái hành động ngày hôm nay. Em
thiếu thì khen về bản thân mình, nhưng mà em vẫn mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ em ạ. Em mong mọi người vẫn ủng hộ em trong thời gian tới. Thì ai trong cuộc sống này cũng phải nói bậy thôi, nhưng mà là nói bậy đúng lúc đúng chỗ thì được ấy. Thế là em lấy lỗi người khác để em bù đắp lại cái lỗi tội lỗi của mình đúng không? Em sai. Dạ. Anh Dũng hỏi em là em có hạnh phúc khi sau mặt tường trình không? Đúng không, em hiểu. Tại sao lại phải làm bản tường trình? Tại sao cái lỗi của em bây giờ là sổ thẳng nó to lên? Sau khi em mắc lỗi, đúng không? Em mắc lỗi rồi em cải thiện được, đấy là em tốt hơn đúng không? Còn nếu để như thế thì cái lỗi của em nó sẽ lặp đi lặp lại đúng không? Đấy, bây giờ anh nghĩ là em nên tự vào ông mồm mình. Không được à? Một cái. Nếu là sai đấy bậy em. Cam kết không? Mà ngóc tay trước camera nào. Cam kết. Ngóc tay. Tôi xin hứa. Đại cấp đâu? Tôi xin hứa.